Nhân dịp 93 năm ngày Hà Tiên đại thế, hôm nay Quân Thắng tổ chức ngày hội Hà Tiên đại thế. Đại biểu nhân dịp hai đại cục thể thao Nam Hương, Quân tổ chức giao lưu bóng chuyền người cao tuổi ra hai đội vinh quang ba chiến thắng. Đại diện cho tất cả quý vị đại biểu và tất cả khán giả sân khách ủng hộ, xin giới thiệu đội hình nhân thân của đội vinh quang. Rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm cái đội tiếp thắng 7-13. Điểm cái đội tiếp thắng 8-13. Bóng đá không qua lưới, điểm cho đội tư thắng 9-13. Bóng đá không qua lưới, điểm cho đội tư thắng 10-13. Bóng tập không đánh ăn trực tiếp, điểm cho đội tư thắng 11-13. Đội 3 điểm qua 14-11. Bóng tập theo, đội 3 điểm cho đội kia 14. Bóng đập đẹp, điểm cho đội chiến thắng 13-14. Bóng bỏ rất đẹp, điểm cho đội chiến thắng 20-14. Điểm cho đội chiến thắng 15-14. Điểm cho đội chiến thắng 18-18.
điểm cho đội chiến thắng 21-17. Bóng đánh không qua lưới đổi thời điểm cho đội. Điểm cho đội chiến thắng 23-18. Huy Quang cố lên. Bóng đập đẹp đổi ra điểm cho đội Huy Quang 19-23. Đội tuyển Quang cố lên. Hiện tại là chiếc quay cho đội chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ thắng đội tuyển Quang với tỷ số 22-20. Mời tất cả các vận động viên và hoa kỳ giải đang chung cuộc. Đội chiến thắng sẽ thắng đội tuyển Quang tỷ số 22-20. Công việc của tôi thắng hôm nay là kết thúc. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời, hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đá đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm, mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Biển thủy mênh mông sáng đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ. Kiến thủy văn phương nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất cần. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Thank you.
đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiên thủy mến thương sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa con đây giúp bước ta đi lên với sông núi ngàn năm xây quê hương rạng rỡ. Kiên thủy vẫn vương nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa con đây người sáng gương trong tiên với sông núi ngàn năm kiên thủy. Bao ngày bồn ba từng đêm mong nhớ núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng, dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông đã như mẹ ôm con vào lòng từ thuở con thơ. Cánh đồng mùa vàng vẫn để cho cây thì em mua mãi trường giảng nông nghiệp hoặc một Hà Nội ở Mai Châu Quỳ vậy. Thì lên đây mua cây bưởi này là trồng được 7-8 năm rồi. Cây giờ thì mỗi một cây nó cho khoảng 100-130 quả. Nên ra là giống bưởi này thì nó cứ phải cách chết một tháng thì mới được ăn, nó mới ngọt. Mà cái gì đặc biệt cái giống bưởi diễn của nó thì lại là ví dụ như là mình để trên cây mình vặt thì không ăn ngon, và để một tuần hoặc là hai tuần thì mà ăn rất là ngọt. Đấy, ví dụ như này là tại sao phải bọc này, là vì nếu mình không bọc thì ruồi với các thứ nó châm vào. Đấy, thì mình khi bọc ra đấy thì quả bưởi nó đẹp luôn và đẹp không bị châm. Đấy, nó không bị châm vào, nó không rụng. Đấy, nó lại màu đỏ đấy. Thế còn là cái giống bưởi này thì thực sự là trông nó bị hợp đất em thì hợp chất giống bưởi diễn này. Chứ còn nếu bưởi da xanh hoặc bưởi khác thì không hợp. Đấy là báo cáo các chị. Thế còn đây là giống bưởi Thiên Vua đây. Đây thì chị đây xem cái giống bưởi Thiên Vua đây. Đây là bưởi Thiên Vua mà quả bây giờ nó xanh nhưng mà chuẩn bị đỏ. Đấy, báo cáo chị là chuẩn bị đỏ. Đây ví dụ như đây là bắt đầu đỏ, em sẽ dỡ quả ra là cho thấy chị nó đỏ đây, nó đỏ như rớt. Nhưng mà đây, ví dụ những cây đây, những quả này đây bắt đầu bây giờ bắt đầu lên màu đỏ. Đấy, nhưng mà cứ sang tháng thì nó sẽ là một màu nó tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, đây, các chị xem bắt đầu lên màu, nó lên màu đỏ thì để mình thờ tiết, mà thờ tiết gọi là bưởi Thiên Vua đây. Nhưng mà đấy, bắt đầu đấy, nó đang lên màu đỏ đấy, nó sẽ lên màu hết đỏ tất cả, mã đỏ tất cả từ trong đến ngoài. Đây là nó bắt đầu mới lên, còn khi lên rồi nó đỏ hết tím lịm hết tất cả. Và đây, ví dụ đây như quả này thì nó lại đỏ hơn, vì nó do cái ánh nắng của từng quả, nếu mà quả nào mà tốt ánh nắng thì nó lại trắng đỏ hơn. Đấy, bắt đầu đỏ hết rồi. Đấy, nó sẽ đỏ hết và Tết thờ thì đẹp lắm. Tết cái bưởi này thờ rất đẹp lắm. Mà khu vực này chưa ai có cây giống bưởi này. Hôm nay em có được 3 cây giống bưởi này. Năm ngoái có 9 quả nhưng năm nay em để được mấy chục quả. Gọi là bưởi gì anh? Bưởi Thiên Vua, nghĩa là Thanh Hóa. Mà để thắp hương ở nhà thì tuyệt vời luôn. Đấy, và bắt đầu giờ nó mới ra đây. Thế là đến Tết thì mới được. Tết mới được thu cái bưởi này. Vâng, đây. Đây bắt đầu các chị xem, nó bắt đầu đỏ rồi.
Đấy. Thế là Tết chúng em xuống đây bỏ nhá. Bỏ đây, đấy, bỏ chưa, bắt đầu bỏ hết. Bỏ Tết năm nay là chúng mình đăng ký muốn được một quả. Bỏ trong hết là ngoài, bỏ đỏ tím nữa. Bỏ đỏ tím đẹp lắm. Thế đây là bắt đầu nó mới phát triển. Để về trưng Tết nhỉ. Vâng đấy, còn các cây khác là bảy diện. Từ lúc vào nó chín hẳn lên thì chín hẳn đẹp lắm, đỏ rồi đẹp lắm, cả cây đẹp lắm. Còn ở kia nó có cây, nhưng kia quả nó quả nhỏ hơn cây này. Từ năm ngoái nó có rồi. Vâng, từ năm ngoái nó chín quả, cái này chín quả. Thế nên ra là các chị là thôi thì cái vườn này nó làm nó phải kỳ công, chịu thương chịu khó đấy. Lên đây phải giải bằng giấy xi măng, xong rồi phủ bạt lên thì nó sạch cỏ. Đấy, chứ nếu mà cứ để thì... Đây ngoài kia thì bắt đầu nó đỏ rồi kìa. Thì ngoài kia trong anh nó có những quả nhỏ nó đỏ, hơn cái này rồi đấy. Cái này đỏ, cái nó đỏ hơn quả này rồi. Vâng đấy. Trong này nó bị cuốn lắm không? Nhưng mà cái, và cũng đi mua rồi. Mua 150.000 một cây, nhỏ nhỏ. Em mua 10 cây. Nhân ra em nhân ra đang ghép sẽ ghép cái cây bưởi này và cũng đi mua rồi, mua 150.000 một cây nhỏ nhỏ. Em mua 10 cây, đây là 10 cây đây chị này, đây trồng em 10 cây, bây giờ góc kia một cây, giờ góc kia một cây là mua 10 cây 150.000 một cây đây này. Em mua 5 cây 300.000 mua cái loại bé nhất của nó là 150 một cây. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời thiên ngang đứng đầu với sóng gió biển khơi, dòng đá đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiên thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi, dòng đá đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiên thủy bên hương sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng truyền thống xưa còn đây, dù bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiên thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi.
làm cái chuyện đó, nếu làm được việc này nó không khó thì là làm được. Thank you.
quê hương tôi. Quê hương tôi. Dòng sông Đa xanh mát. Dòng sông Đa xanh mát. Quê hương tôi. Quê hương tôi. Những cánh đồng bát ngát. Anh sẽ cùng lên đời ta vang dòng hát. Về thăm vương triều nhà Mạc vang danh. Tân Phong anh dũng về cha phương anh hùng. Quê hương tôi mùa xuân đang đổi mới. Về Kiên Thụy hôm nay những tâm hồn phơi phới. Gom sức rừng xây quê hương thay màu áo mới. Ân tình con người quê tôi đi xa trong lối nay con lại về.